Tập 924 P2 ai chan đổi vệ sĩ mới. Xin và các bạn đang vẽ lên đất nhưng cậu ta lại đè lên từ tiếng Anh của Kazama khiến cậu ta không vui. Một chiếc xe dừng lại bên ngoài cổng, tất nhiên ai cũng biết chủ nhân của nó, nhưng hôm nay người vệ sĩ lại là nữ. Cô giáo ngại ngùng trước một vị khách lạ, ai chan giới thiệu đây là vệ sĩ mới. Cô cũng chào hỏi mọi người mong được chỉ giáo. Cô giáo và các bạn thắc mắc về Blacky, thật ra là sau khi suy đoán một hồi hóa ra anh chỉ mắc một lỗi nhỏ là ăn món ăn yêu thích của ai. Xin cho là ai chan quá lạnh lùng, Nene cũng muốn thêm vào nhưng đã bị cô vệ sĩ dọa cho sợ. Khi biết Xin cũng có nói định dọa Xin, ai dè bị Xin chọc tức mà muốn xử Xin, ai đã ngăn suy nghĩ đó lại, cô bé nói Xin là chồng tương lai của mình. Cô giáo yêu cầu nữ vệ sĩ đi ra ngoài nhưng cô sợ kẻ xấu xuất hiện nên không muốn rời đi. Một bóng người đi qua đã thu hút sự chú ý của cô vệ sĩ. Chưa kịp nói gì, thầy hiệu trưởng đã là nạn nhân đầu tiên của cô ta. Cô Yoshinaga muốn cô ta tránh mặt nhưng cô ta ngang bướng nói mình đang việc. Cô Yoshinaga rất khó chịu với sự xuất hiện của cô gái này trong lớp khiến cô mất tự nhiên. Ai hiểu vấn đề đã ra lệnh cho cô ta lùi ra. Tưởng đã thay đổi được vấn đề nhưng cô ta vẫn đứng phía sau khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Đến giờ ra chơi các bạn không thấy Xin đâu, thì ra cậu ta đang trốn trên cây tìm cách chiến đấu lại vệ sĩ mới của ai. Mọi người nhìn cô vệ sĩ đi theo ai chan không rời một bước mà cảm thấy anh Blacky thật tuyệt vời và cảm thấy nhớ anh. Ai cũng có vẻ trầm tĩnh hơn mọi khi, Nene cho là do ai tự đuổi anh Blacky nên tự chịu. Khi ngồi trên xe nghe lịch trình cô ta nhắc, ai cảm thấy cô ta thật quá cẩn thận, không có một kẽ hở. Không giống với Blacky luôn có những sai lầm khiến cô có thể nằm thóp. Ai chan thấy đói muốn ăn nhưng cô vệ sĩ nói chưa tới giờ ăn khiến cô bé cảm thấy chán ghét. Ai chan bắt đầu nhớ đến anh Blacky. Lúc này anh vẫn âm thầm đi theo phía sau xe của ai, có vẻ như cũng biết cô bé đói mà mở hộp đồ ăn bên cạnh xe cho cô bé. Thấy gói bánh khiến cô bé nghĩ ngờ, ngó ra sau thì thấy anh. Ai nói muốn uống nước yêu cầu dừng xe để mua. Mà sao cầm một bịch khoai lang nước tới công viên rủ các bạn cùng ăn. Còn ai tranh thủ khi vệ sĩ đi mua nước đã chạy trốn. Cả bọn đang ngồi ăn khoai thì thấy ai chan chạy ngang qua. Ai chan muốn chạy nhưng cô vệ sĩ vẫn theo sát. Thấy ai chan sắp chạy vào vũng bùn, cô vệ sĩ đã cố gắng để tránh nó nhưng lại khiến ai chan bay lên. Cũng may lúc này anh vệ sĩ đã xuất hiện cứu nguy. Cô vệ sĩ thì chỉ quan tâm cô chủ không dính bùn mà không quan tâm ai có thể bị thương. Anh vệ sĩ đã tới giáo huấn cô nàng một trận. Các bạn cũng cảm thấy anh thật giỏi và nghĩ anh nên bảo vệ cho người có tầm cỡ hơn. Cô gái cũng đã nhận lỗi về mình và quyết định sẽ về lại trường vệ sĩ đào tạo lại từ đầu. Nãy giờ ai chan vẫn thắc mắc cái đệm nhảy vì nó có mùi hoa oải hương mà ai chan thích. Ai chan lại cố tỏ ra vô tình hỏi tại sao anh ta vẫn đi theo mình khi đã bị đuổi khiến anh rất buồn. Nhưng ý ai chan không phải vậy, nói muốn anh ra cứu mình sớm hơn, nói là trừng phạt nhưng lại là khôi phục chức vụ cho anh. Thấy hai người rời đi, Xin nhắc nhở anh lần sau nên ăn uống cẩn thận. Anh vẫn cô giải thích là mình đang thử độc cho tiểu thư. Trên đường đi về anh đã rất vui vì tiểu thư đã tha thứ cho mình. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1081 buổi chiếu phim 4D ở nhà. Xin hỏi bố có gì chơi khi chán không? Bố đưa ra gợi ý coi phim chẳng hạn nè. Mẹ khoe có đĩa phim cá mập ở nhà mình có nè. Bố nghĩ nên mua máy quay phim 4D để cả nhà cùng xem. Xin nghe thấy hào hứng quá đi nè. Bố giới thiệu máy này có các hiệu ứng làm tăng cảm giác như ghế rung lắc, chuyển động, tuyết rơi, còn có thể nhập vai vào phim nữa. Xin nghe mà muốn trải nghiệm ghê, nhưng bố bảo Xin phải đợi lớn cơ. Chẳng hạn như cá mập có thể ăn thịt và ta phải chiến đấu như một người hùng vậy. Xin nghe mà không hiểu gì hết trơn. Bố cùng chú đồng nghiệp đi mua vé coi phim mà hết mất rồi. Bố gọi điện thông báo cho mẹ với giọng tiếc hùi hụi. Mẹ cũng thấy tiếc ghê, uổng công mẹ mong đợi. Mẹ nhìn Xin đang chơi bỗng nghĩ ra gì đó. Bố trở về với gương mặt ủ rũ. Mẹ khoe đã tìm được đĩa phim bố thích. Bố thở dài nhưng phải coi phim 4D mới đã. Mẹ đẩy bố đi tới ngồi vào ghế mẹ đã chuẩn bị rồi mở phim cá mập biển. Hai nhân vật đang đùa giỡn ngoài biển, Xin xuất hiện trước màn hình cùng bộ bikini khiến bố giật mình hỏi Xin sao mặc kỳ cục vậy. Hai nhân vật đang tắm nắng sao bố cảm thấy lạnh vậy, ta hóa ra ba mẹ con đang thổi gió cho bố. Mẹ hỏi bố có hài lòng với rạp chiếu phim 4D tại nhà không, bố tất nhiên là hài lòng rồi. Hai nhân vật đang chơi tạt nước, nước ở đâu cũng tạt thẳng vào mặt bố. Là Xin và Hima đang dùng súng bắn nước, đúng là biết tạo cảm giác chân thật ghê. Mẹ và Xin cũng nhiệt tình làm hiệu ứng bong bóng cho bố luôn. Cá mập đã xuất hiện, bố bắt đầu thấy gay cấn rồi đây. Người con trai từ giã bạn gái mình để đi bắt cá mập, tới đoạn hai người hôn nhau, Xin cũng chu mỏ định hôn bố trông ghê quá đi thôi. Nhân vật nam được đãi món bò bít tết, bố nhìn mà thèm nhỏ dãi, một mùi thơm bay qua bố mừng rỡ hỏi mẹ cũng làm bò bít tết à, nhưng mẹ đưa ra món nấm xào khiến bố té ngửa. Bố vừa uống bia vừa ăn, bố khen đúng là vừa coi phim vừa ăn ngon ghê. Con cá mập to lớn đang tiến thẳng đến thuyền trông thật đáng sợ, sao người bố cũng rung quá vậy nè, hóa ra là do chiếc máy rung Xin đã để dưới chân bố lúc nào.
Con cá mập lao đến tấn công chiếc thuyền, Shin cũng lao tới tấn công bố khiến chiếc ghế xoay vòng, rồi bố lại bị ăn đạn nước của Hima. Tiếp đến là cú đánh khác bằng mông của Shin, Shin và Hima thay nhau tấn công bố liên tục khiến bố hét toáng lên dừng lại đi. Người con trai tung lưới bắt con cá mập thành công rồi. Shin cũng tung chân tóm lấy bố rồi bắt tay với Hima nói thành công rồi. Bố tức giận bảo mình có phải là cá mập đâu chứ. Vậy là hòn đảo của họ đã được bình yên, phải ăn mừng thôi. Cả hai nhảy xuống biển nhặt rác sau đó họ ôm nhau kết thúc bộ phim. Bố xúc động vỗ tay bộ phim thật là hay, Shin hỏi bố hài lòng không. Bố vô cùng hài lòng và cảm ơn Shin. Bố vui vẻ nói ở nhà mà như rạp 4D thật tuyệt vời và hạnh phúc quá. Mẹ nói bố mãn nguyện rồi thì phần còn lại nhờ bố nhé. Shin cũng chạy đi luôn. Căn phòng lúc này bừa bộn hết chỗ nói. Bố than thở đây đúng là khác biệt khi coi rạp 4D ở nhà. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 991 Dì Musae chăm người bệnh. Dì Musae nằm dài trong căn phòng bừa bộn than thở vì chưa có lương, tiền hết sạch không biết sống sao. Điện thoại kêu là Shin gọi đến gấp gáp nói nguy rồi, Shin đi học về thấy mẹ. Câu nói lấp lửng nghe nguy cấp đó làm dì tức tốc chạy đến hóa ra chỉ là mẹ Shin trúng gió. Mẹ nằm đắp chăn mệt mỏi kể lại đã gửi Hima cho bác hàng xóm rồi chở Shin đi học. Khi về nhà định làm ly trà thì hắt xì ốm luôn. Shin bảo mình cũng đã ngồi trên xe đạp chăm chỉ rồi mà có bị trúng gió đâu. Ai lại đi so sánh người ngồi không với người đạp xe chứ. May là hôm nay dì nghỉ làm nên tới được. Mẹ nhờ dì chăm sóc Shin và Hima, dì bảo mẹ cứ yên tâm nghỉ cho khỏe. Dì hỏi Shin muốn ăn trưa món gì, Shin muốn ăn trứng ốp la và hamburger. Dì nói thôi phiền phức lắm, Shin chán nản đúng là không thể với người không biết nấu ăn nhỉ. Dì thấy hamburger cũng ngon nhưng pizza thì sao? Shin cũng đồng ý hai tay liền, dì bắt cu Shin nói từ pizza 10 lần nữa chứ. Xong dì liền chỉ cùi trỏ hỏi đây là gì? Shin trả lời đúng rồi, dì chưng hửng vì không như dự đoán của mình bèn nói sai rồi là ngón trỏ nhé. Shin bảo dì sao lại hơn thua với trẻ con chứ. Mẹ thấy khô cổ quá nên gọi dì nhờ lấy nước nhưng dì mải coi tivi nên không nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Mẹ đành phải đi ra gọi, mẹ hỏi dì không nghe thấy mẹ gọi ư, dì coi tivi say mê quá mà. Người giao pizza đến dì gọi mẹ đưa tiền ra, đúng là bó tay với dì. Mẹ nói trong tủ lạnh có đồ ăn mà, dì đánh trống lảng mời mẹ ăn nhưng mẹ đang ốm ăn gì nổi cái này chứ. Tiếng ồn ào cười đùa làm mẹ không thể nào ngủ được. Dì hỏi bữa tối tính sao đây, Shin muốn ăn lẩu sực Iyaka, dì lục tủ lạnh có mỗi thịt băm thôi. Dì bảo mẹ mình đi mua đồ ăn, mẹ nói trong tủ lạnh nhiều mà, dì bắt đầu nghiêm giọng bảo chưa chắc mai mẹ sẽ khỏe. Chỉ hôm nay thôi nên mẹ đừng nghĩ nhiều, dì cũng không rảnh để qua chăm sóc mỗi ngày đâu, mẹ cứ tin ở dì. Mẹ bị dì thao túng tâm lý rồi bèn đưa bóp cho dì dặn đừng hoang phí nhé. Dì và Shin đi siêu thị mua hai túi đồ to đùng về nhưng dì chưa nấu ngay. Bố đi làm về vào hỏi thăm mẹ bảo đã đỡ hơn. Dì gọi bố ra giúp, ra là nhờ bố nấu đây mà. Trong nồi lẩu thật ngon, dì khen bố nấu là số rách. Cả nhà cùng ăn thôi, bố kể đã hết hồn khi nhận điện thoại mẹ may là không nặng lắm. Nhưng không ngờ về nhà lại có nồi lẩu thế này, thà để mẹ bị cúm dài dài rồi nhờ dì mua đồ ăn mỗi ngày. Công nhận ông chồng thương vợ ghê cơ. Mẹ đi ra bố hết hồn vì vừa đùa quá trớn vội bảo mẹ ngủ mới hết bệnh chứ. Mẹ chọi cho bố một cái rồi khen lẩu sực Iyaki luôn chơi lớn dữ. Dì toát mồ hôi định phân bua, mẹ cầm hộp thịt lên xem, dì phân bua vì anh rể cũng ăn nên nghĩ cần mua thịt tốt. Mẹ đọc từng chữ thịt bò siêu cao cấp, giá tiền là, mẹ trợn mắt lên. Dì vội nói vì mẹ ốm nên dì nghĩ cần thêm dinh dưỡng thì tốt hơn. Dì hỏi mẹ ăn không? Tất nhiên là mẹ phải ăn rồi. Mẹ gắp một đũa khen ngon quá đi. Dì mừng rỡ nghĩ thoát nạn rồi. Mẹ liếc nhìn nói tiền pizza và lẩu mẹ sẽ đòi lại từ tiền lương tháng sau của dì. Dì hoảng hốt rồi bỗng hắt xì một cái, có vẻ dì bị cảm luôn rồi. Mẹ chở Shin đi học về vui vẻ vì nhờ món lẩu sực Iyaki mà mẹ khỏe hoàn toàn. Dì Musae bị cảm thật, tới lượt mẹ chăm sóc. Mẹ dặn dì mau khỏi để về đi. Dì hỏi mẹ có thể chăm dì tới ngày lãnh lương được không? Mẹ thở dài bó tay với dì luôn.